Nam em quên quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, có nên phong sát. Cuối tháng 2, Hoa Khôi Nam em liên tục livestream box showbiz. Vì loạt livestream này, người đẹp bị phạt 37,5 triệu đồng. Giữa tháng 3, trong một livestream, Nam em bất ngờ leo ra ngoài ban công. Hành động của cô gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng, là người của công chúng, những phát ngôn, hành động lệch chuẩn của Nam em sẽ ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Mới nhất, Nam em bị phạt 10 triệu đồng thời bị kiến nghị ngăn chặn các tài khoản mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng nam em dường như đã quên quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Trong bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào năm 2021, khoản 4, điều 8 quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng nêu rõ: Không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Vì livestream gây ồn ào mạng xã hội, Hoa Khôi Nam em xin lỗi khán giả. Hành động này giúp xoa dịu phần nào sự bức xúc của dư luận. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lời xin lỗi, nhận sai của Nam em là chưa đủ. Trước việc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với tài khoản mạng xã hội của Nam em, không ít khán giả đồng tình cho rằng việc này là cần thiết để làm sạch không gian mạng một số khán giả còn cho rằng nên hạn chế phát sóng, thậm chí cấm diễn nam em. Liên quan đến ồn ào của nam em, phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã lên tiếng. Nghệ sĩ nhân dân Trần Lily, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn chia sẻ trên VOV. Bộ đã ra quy tắc ứng xử với nghệ sĩ nhưng hiện tại khó có thể đánh giá chính xác một người có phải nghệ sĩ hay không. Tuy nhiên họ vẫn là công dân Việt Nam, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với pháp luật Việt Nam. Theo Nghị định số 144 năm 2020, Điều 3 quy định rất rõ, công dân Việt Nam hoặc các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn mà có tác động xấu đến tâm lý xã hội và cộng đồng là điều cấm. Nhưng việc quản lý trên mạng xã hội thuộc trách nhiệm của các sở thông tin truyền thông và các địa phương được phân cấp rất rõ. Việc xử lý những nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội phụ thuộc vào sự phân cấp quản lý đã nêu trên, quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn cho hay. Hiện tại, Nam em đã khóa trang Facebook cá nhân và chuyển chế độ riêng tư cho tài khoản TikTok cá nhân.